Hello, xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ review cho các bạn một NFT game free play to earn có tên là World of Crypto ADS tại địa chỉ cryptoads.work. Thì mình thấy là trong các group về NFT game bạn, họ nhắc về con game này khá là nhiều và nó trở nên khá là hot. Thì đây là một game free play to earn nha bạn, tức là các bạn có thể chơi được hoàn toàn miễn phí và có thể kiếm được token từ game. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ review về con game này và tìm hiểu vì sao nó lại hot đến vậy. Và con game này nó đã có cái bản game chính thức rồi nha bạn. Trong video này mình cũng sẽ chơi và trải nghiệm cái bản game này để xem là cái cách kiếm tiền, kiếm token từ con game này nó sẽ ra sao. Thì trước khi mà bắt đầu video review thì hy vọng rằng các bạn sẽ cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình, để mình có thêm động lực để ra thêm nhiều video hơn nữa trong tương lai. Thì chúng ta bắt đầu thôi bạn. Thì con game này nó có hai cái đồng token. Đồng token CCC đó bạn, và cái địa chỉ contract của nó ở đây, và đồng token CAC. Thì cả hai đồng token này đã được list nha bạn. Thì cái đồng CAC là đồng này các bạn, nó đã được list bên Sky và có trên CoinMarketCap. Và cái đồng CCC là đồng này. Thì mình nghĩ là cái đồng này là cái đồng trao thưởng trong game nè. Thì các bạn thấy là các nhân vật NFT trong con game này nó khá là giống với AC Infinity các bạn. Và con game này cũng có những cái chế độ như là break nữa bạn, cái tính năng break ra trứng nữa bạn. Thì các bạn có thể mua những cái trứng của con game này trên thị trường Marketplace. Thì giá hiện tại của nó là 0.2 BNB các bạn. Đây nó có cái thị trường Marketplace luôn nè. Giá trứng hiện tại trên Marketplace là 0.5. Và các bạn thấy là con game này nó là một game thuộc thể loại đấu theo lượt các bạn. Các bạn sẽ xếp đội hình và đánh theo lượt như thế này, khá là giống với AC. Và các bạn có thể được kiếm phần thưởng thông qua việc tham gia các trận đấu. Và đây là các kênh social media của con game này. Thì các bạn có thể theo dõi các kênh này để biết là con game này nó cập nhật như thế nào và nó đang phát triển ra sao các bạn. Và các partner của game nữa bạn. Thì con game này được audit trên Certis nha. Và đây là các partner của nó. Thì sau đây mình sẽ vào mình trải nghiệm game luôn nha bạn, để xem là con game này nó sẽ chơi như thế nào. Thì đầu tiên để chơi game các bạn bấm vào cái phần play bên đây, hoặc là các bạn vào game.cryptoid.work nữa bạn. Để mình vào lại game rồi. Thì mình sẽ tiến hành mình đăng ký một cái tài khoản. Đó các bạn nhập vào password và nó sẽ có một cái phần code trong cái email của bạn. Các bạn vào cái email để nhập cái code này vào.
Thì như vậy là xong rồi các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ login vào game. Thì các bạn thấy là mình đã tạo một tài khoản và đăng nhập được vào game ở bạn. Thì khi mà các bạn vào game thì các bạn tiến hành các bạn làm ở cái phần này. Và các bạn thấy là hai cái đồng token của nó. Thì ở trên cái phần này nó sẽ là năng lượng nè các bạn. Cái đồng in game, tức là cái tiền tệ in game. Và các bạn thấy là hai cái đồng token của nó là đồng CCC và cái đồng CAC. Trong đây thì nó là đơn vị MCCC, MCAC với bạn. Và khi mà bạn withdraw thì nó sẽ khác nha. Nó sẽ ra ngoài ví của bạn và các bạn có thể bán được. Đây là cái hệ thống nhiệm vụ của game nữa bạn. Thì các bạn có thể check in để kiếm được những cái năng lượng để tham gia các trận đấu nè bạn, kiếm được cái tiền tệ in game. Trong đây nó sẽ ghi lại các phần lịch sử đấu của các bạn. Hiện tại thì các bạn thấy là chưa có cái team. Thì các bạn sẽ mở trứng ở cái phần này nha bạn. Thì con game này chơi free play to earn, cho nên là các bạn nó sẽ cho các bạn những cái quả trứng để các bạn mở trong game này luôn. Thì sau khi mở trứng xong, các bạn sẽ chọn cái đội hình trong game. Thì nó sẽ cho các bạn là 3 cái trứng nè bạn. Thì các bạn thấy là những cái búa này nó sẽ cho các bạn phép các bạn đập những quả trứng này để kiếm được những cái con vật ở đây các bạn. Thì các bạn sẽ tạo cái team ở phần này. Các bạn nhập tên của cái team của bạn, như là như mình team 1 đi. Thì chúng ta sẽ chọn những cái con này. Đưa vào team. Sau đó các bạn sell lại là xong, xong một team. Một team là từ 3 con trở lên nha bạn. Ở cái phần friend này thì các bạn có thể add friend với nhau với các bạn của các bạn. Và trong con game này nó sẽ có hai cái chế độ. Chế độ Adventure là chế độ PvE và chế độ Arena là chế độ PvP các bạn. Thì các bạn có thể vào cái phần này để chơi nè. Các bạn thấy là sẽ vượt qua những cái ải ở đây. Và cái đồng token các bạn có thể kiếm được là lên đến 30 CC. Thì team của các bạn bắt đầu. Rồi, các bạn chọn skill.
thì chiến thắng ở bạn để xem là có được cái token hay không. Thì mình thấy là hình như là không có được token nha bạn. Thì để mình chơi một lần nữa xem là nó có được token hay không. Hoặc là con game này nó chỉ free to play cho các bạn chơi thử như vậy thôi. Còn nếu mà các bạn muốn đạt token trong game thì các bạn cần phải mua NFT. Thì mình nghĩ đúng các bạn, thì mình nghĩ là chắc là cái suy nghĩ của mình đúng. Bởi vì chơi khi mà các bạn chơi free con game này thì nó sẽ không có được cái token, mà các bạn chỉ được kinh nghiệm và lên cấp cho những cái con pet này thôi. Còn khi mà các bạn mua các trứng hoặc là các NFT trên thị trường marketplace của game thì các bạn tham gia game mới được token. Thì như vậy là con game này nó là thể loại free play to earn, nhưng mà nó có giới hạn nha bạn, nó có giới hạn, tức là các bạn chơi free các bạn sẽ không nhận có thể kiếm tiền, mà các bạn phải đầu tư các bạn mới có thể kiếm tiền. Thì đây là các quả trứng, cái NFT của con game này các bạn. Và khi mà các bạn withdraw cái này các bạn thì nó sẽ có là những cái hạn mức daily limit đó bạn, là 2500 token CC cho level 1 và 5000 cho level 2. Thì như vậy là mình đã review về NFT game World of Crypto ADS cũng như chơi và trải nghiệm con game này. Thì đây là một NFT game free to play and play to earn nha bạn. Ở chế độ free to play thì các bạn chỉ có thể tham gia chơi và trải nghiệm game, trải nghiệm cái gameplay của game và không thể kiếm được token từ chế độ này. Để kiếm được token trong con game này thì các bạn cần phải mua cái NFT pet trên thị trường marketplace của game. Thì lý do mà con game này nó khá là hot là bởi vì cái gameplay của nó rất là giống với AC Infinity các bạn, và các con pet của nó cũng rất là giống. Thì một cái trứng hiện tại đang có giá là 0.5 BNB. Thì riêng mình sẽ không đầu tư vào con game này các bạn, bởi vì nó là một game mình nghĩ là bắt chước AC Infinity đến 98-99% rồi. Và nếu mà các bạn không có đầu tư chơi con game này thì mình nghĩ rằng các bạn có thể sử dụng con game này để training, tức là các bạn có thể làm quen với cái gameplay của con game này. Bởi vì nó giống hoàn toàn con game AC Infinity các bạn về lối chơi cũng như là các NFT pet. Cho nên là các bạn có thể sử dụng con game này để làm quen với gameplay nếu mà các bạn có ý định đầu tư và chơi trong con game AC Infinity. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Và mình có tạo một cái group Telegram, các bạn có thể tham gia vào đó để chúng ta cùng nhau giao lưu, chia sẻ và cập nhật cái NFT game mới. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các bạn.
và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.